Gia đình bà Hà Thị Thanh Minh ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao nuôi ốc nhồi đã 2 năm nay. Với gia đình bà, nuôi ốc nhồi cho hiệu quả kinh tế cao. Cứ 1 mét vuông, bà thường thả khoảng 100 con ốc nhồi. Thức ăn của ốc cũng rất đơn giản với bèo tấm, rau xanh. Những thứ này gia đình bà sẵn có mà không cần phải bỏ tiền mua. Sau khi thả nuôi khoảng hơn 3 tháng thì ốc đạt trọng lượng khoảng 35 con 1 kg. Giá thu mua hiện nay khoảng 100.000 đồng 1 kg. Gia đình bà rất chú trọng việc nuôi giữ ốc nhồi giống qua đông. Bởi qua thực tiễn của gia đình, nếu khâu này làm không tốt thì ốc sẽ chết 80%. Cũng phải tìm hiểu để học hỏi khuyến nông để có cách giữ ốc qua đông để cho nó đảm bảo để sang năm còn lấy giống để phát triển, để là kinh doanh tiếp tục. Không có thì để vậy như này thì nó lạnh nó sẽ chết mất. Trên địa bàn huyện Lâm Thao hiện có 50 hộ gia đình nuôi ốc nhồi cho hiệu quả kinh tế. Ốc nhồi có tập tính sống và phát triển theo mùa, sinh trưởng mạnh vào mùa hè và dừng phát triển vào mùa đông lạnh. Do vậy, để nuôi giữ ốc nhồi qua đông thành công, tỷ lệ ốc nuôi sống cao, cán bộ khuyến nông các cấp cũng thường xuyên đi cơ sở, tuyên truyền kỹ thuật cho bà con. Ba phương pháp giữ ốc nhồi sống được áp dụng hiện nay là bảo quản bằng cách phủ bèo trên mặt nước, bảo quản bằng cách cho ốc sống vào thùng xốp, bảo quản bằng cách tháo cạn ao hồ. Thì qua theo dõi thì trong vài năm qua thì chăn nuôi con ốc nhồi cũng là một con vật mà có hiệu quả so với nuôi cá. Do đó mà để giữ được con ốc qua đông thì mới có giống cho cái năm tiếp theo. Nên là trạm khuyến nông đã hướng dẫn, tích cực hướng dẫn tuyên truyền và đến bà con nông dân, những người nuôi ốc là các cách khác nhau, kỹ thuật khác nhau để làm sao giữ được con ốc bố mẹ qua đông để có giống cho vụ sau. Bởi vì nếu mà chúng ta không giữ được con ốc qua đông ấy, thì chúng ta sẽ không có giống cho vụ sau, thì rất là khó khăn trong việc là nuôi và phát triển con ốc trên địa bàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Năm 2020 này thì Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ có tổ chức triển khai cái mô hình là nuôi thử nghiệm ốc nhồi giống qua đông. Qua cái việc nuôi thử nghiệm mô hình và giữ giống ốc qua đông như thế này, chúng tôi cũng muốn tuyên truyền và khuyến cáo bà con cách làm sao để có hiệu quả nhất và mang lại hiệu quả kinh tế, và bà con gia riêng có thể có ốc giống để nuôi thả cho cái vụ năm sau. Đồng thời đây cũng là cái điểm mà chúng tôi mong muốn bà con đến tham quan học tập và trao đổi nhiều cái kiến thức hơn nữa trong và ngoài tỉnh để giúp cho mô hình đạt cái hiệu quả cao. Cùng với việc lưu ý lựa chọn biện pháp nuôi giữ ốc nhồi sống qua đông phù hợp với điều kiện mỗi gia đình, trong quá trình nuôi ốc nhồi, bà con cũng cần đề phòng các loại vật tìm bắt ăn ốc nhồi. Đặc biệt, chuột là kẻ thù lớn nhất của ốc nhồi. Chúng có thể ăn hại nhiều kg ốc nhồi thịt thương phẩm trong một đêm. Khi ốc nhồi đẻ trứng và trong quá trình ấp trứng ốc nhồi, nuôi ốc nhồi con cần lưu ý canh phòng chống chuột để loài gặm nhấm này không ăn trứng ốc và ốc con làm thiệt hại năng suất. Nhất là nếu mà chúng ta cho ốc qua đông ngay trên ao nuôi ốc thương phẩm ấy, thì trước khi công tác chuẩn bị cho ốc ngủ đông thì chúng ta cần phải vớt ốc hết ốc lên và chúng ta nạo bỏ cái bùn thối và thức ăn thừa và để lại cái lớp bùn ở dưới khoảng dày khoảng 15 đến 2 phân. Sau đó chúng ta bơm nước vào và cho bèo tấm hoặc là thức ăn xuống để sau đó thì chúng ta chuyển lại ốc vào đấy để khi nào mà rét thì chúng ta sẽ rút cạn nước để cho ốc chui xuống bùn và sẽ ngủ qua đông. Thế còn trường hợp thứ hai là chúng ta có nuôi ốc ở trong tráng, ở trong ao, và chúng ta có một cái ao đất khác để chúng ta cho ốc trú đông, thì đến tầm tháng 9, cuối tháng 9 âm lịch thì chúng ta sẽ bắt ốc ở dưới tráng lên và chúng ta cho vào cái ao có sẵn thức ăn, ao bùn, để chúng ta sẽ cho ốc làm quen với môi trường từ 15 đến 20 ngày. Khi nào mà gió mùa đông bắc về, nhiệt độ sẽ xuống thấp dưới 15 độ thì bắt đầu chúng ta sẽ cho nước cạn từ từ để ốc sẽ rút vào trong bùn, và sau khi mà rút trong bùn xong thì chúng ta sẽ phủ toàn bộ cái bèo ván lên, phủ bèo ván lên để che phủ kín bề mặt để cho con ốc ngủ đông tốt.